Năng động, nhạy bén, cùng tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều thanh niên đất tổ đã mạnh dạn khởi nghiệp với những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Không chỉ làm giàu từ mảnh đất quê hương, họ còn là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế tập thể. Từng có khoảng thời gian làm công tác đoàn và được đi học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế tại nhiều nơi, anh Đinh Văn Mừng đã mạnh dạn tìm cho mình hướng đi riêng chưa từng có tại địa phương. Đó là khởi nghiệp với mô hình nuôi dúi. Sau 4 năm, từ mô hình ban đầu đến nay, trên địa bàn đã có gần 10 hộ phát triển mô hình chăn nuôi dúi. Tại thì đầu ra nó vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong tương lai phát triển sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ thành lập một cơ hợp tác xã về chăn nuôi, cũng như cung cấp con giống và bao tiêu đầu ra cho bà con và nhân rộng các mô hình hơn nữa để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế. Chính quyền địa phương tôi rất đồng tình ủng hộ và trong thời gian tới sẽ có kế hoạch phối hợp cũng như là tạo điều kiện để hỗ trợ các đồng chí đoàn viên vay vốn, cũng như đặc biệt là sẽ hỗ trợ mở các lớp tập huấn nâng cao tìm hiểu về kỹ thuật, khoa học kỹ thuật để các đồng chí đoàn viên nâng cao cái hiểu biết cũng như là sẽ chia sẻ nhân rộng toàn địa phương phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Mường Cúc, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn còn được gọi là Hợp tác xã Thanh niên bởi các thành viên trụ cột đều đang trong độ tuổi đoàn. Bằng kiến thức sẵn có cùng tình yêu quê hương và nhiệt huyết tuổi trẻ, những thanh niên của Thu Cúc đã xây dựng hợp tác xã với đa dạng ngành nghề phát triển như kinh doanh các sản phẩm bản địa, cung cấp vật tư giống cây trồng. Ban lãnh đạo hợp tác xã hỗ trợ thêm nhiều đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã để đưa kinh tế địa phương ngày một phát triển. Những thành viên mà cần có sự hỗ trợ của hợp tác xã ấy, thì hợp tác xã sẽ ban giám đốc sẽ họp bàn và đưa ra những cái phương án để hỗ trợ cho thành viên về những cái mà mình đã trải qua rồi, ví dụ như là cần mở rộng với diện tích như thế nào, hoặc là cần những kỹ thuật gì, hoặc là cần những cái nguyên liệu đầu vào gì, để hợp tác xã sẽ tiến hành là hỗ trợ thành viên với giá ưu đãi. Xây dựng mô hình kinh tế tập thể vừa giúp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vừa giúp đội ngũ đoàn viên thanh niên có thể tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, phát huy tính đoàn kết và sáng tạo của thanh niên. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ huyện đoàn sẽ có cái văn bản định hướng và có sự tuyên truyền đối với đoàn thanh niên của các xã. Qua đó thì sẽ tuyên truyền tới từng đồng chí đoàn viên thanh niên trong việc tích cực tham gia phát triển kinh tế, để qua đó thì phát triển kinh tế tại địa phương. Từ những cái mô hình phát triển kinh tế của những cá nhân này sẽ thu hút tập hợp những đoàn viên thanh niên cùng học tập, cùng làm theo và cùng nhau phát triển kinh tế, để cố gắng đưa kinh tế của địa phương ngày càng phát triển hơn. Phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, vai trò xung kích đi đầu của đội ngũ thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể sẽ góp phần đưa kinh tế xã hội tại các địa phương ngày một phát triển, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới.